Xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Aquaphay có model là E305. Đây được gọi là một cái model quốc dân được các audiophile rất là ưa chuộng. Mẫu âm ly Aquaphay E305 này thì nó có hai đời là 305 trơn và 305V, là hai cái model được rất nhiều các bác ưa chuộng bởi vì hình thức cũng như về chất âm thì rất vô cùng tuyệt vời. Chiếc âm ly Aquaphay E305 này với cái thiết kế mặt phay nhôm vàng chanh. Đó, các bạn nhìn mặt phay nhôm vàng chanh. Và chính giữa sử dụng hai chiếc đồng hồ VU vậy theo tín hiệu nhạc. Và bên tay trái em đây đó là cái đường tín hiệu đầu vào input selector. Và bên tay phải em đây đó là cái volume. Và ngoài ra bên dưới nó có một cái lắp band, bên trong có các núm tinh chỉnh như là cầu loa hay là bass chép ba lăng và low lớt. Đó. Đầy đủ luôn. Và đây là cái nút nguồn, em sẽ bật lên. Dòng âm ly Aquaphay này thì nó chạy được 2 đến 3 cầu điện, đó là cầu điện 100V và 220 và 240V. Đó. Rất là đẹp. Mặt phay nhôm vàng chanh rất là đẹp. Đó. Và chiếc âm ly Aquaphay E305 trơn này với cái thiết kế mặt phay nhôm vàng chanh và bên hai hông nó có sử dụng hai chiếc thêm hai cái hồi gỗ bóng piano rất là đẹp. Đó. Em sẽ quay rất chậm để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc âm ly này. Đó. Hai hồi gỗ bóng piano soi gương được. Và những chiếc âm ly Aquaphay E305 trơn này em giá đang giao lưu với các bác là giá chỉ có 44 triệu thôi. Nó chỉ nhích hơn cái âm ly 303X có một chút xíu thôi. Đó, em sẽ tắt nguồn đi và em sẽ quay cái phía đằng sau để các bác cùng trải nghiệm. Đó, đây là phía sau. Đó. Đây bên tay trái em đây đó là cái đường input, là cái đường đầu vào. Kết nối đầu vào như DCD tuner line 1, line 2, line 3. Và đây là cái cầu mát của khi các bác chơi đĩa than. Và bên dưới nó có sử dụng thêm hai cái đường ba lăng ba chân. Hai đường ba lăng ba chân. Và đây còn thêm hai đường vào nữa này, tép 1, tép 2. Đây và cái tem của bên em và những hàng mà em đã test và em kiểm tra thì em sẽ dán tem bảo hành cho các bác. Và dòng âm ly Aquaphay E305 trơn này sử dụng hai cầu loa AB. Đó. Âm ly Aquaphay E305 điện 100V và 310W tiêu thụ. Vô cùng tuyệt vời luôn. Và em sẽ và bây giờ em sẽ test video chiếc âm ly này với đôi loa tay noi Beckenley MK2. Xin mời quý vị và các bạn chờ trong giây lát em sẽ test chất âm, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm.